Và kính thưa tất cả quý vị các bạn, chúng ta đã chuẩn bị bước đến loạt đấu penalty giữa hai câu lạc bộ Lừa Tiền và Tiếng Em để tìm ra đội bóng sẽ vào chơi trận đấu chung kết của vòng chung kết S7 Phủi năm 2021. Những giây phút sẽ cực kỳ căng não và loạt đấu ở một trận đấu có tầm quan trọng như thế này thật sự không dành cho những ai yếu tiêm. Và như vậy có thể là Đinh Thế Công, tiền vệ đội trưởng của câu lạc bộ Tiếng Em, sẽ là người lên sướng cho đội bóng áo xanh. Đinh Thế Công đối đầu với Hoàng Quốc Bảo. Hoàng Quốc Bảo ở trong trận đấu ngày hôm nay cũng có những tình huống cứu thua rất hay. Và chắc chắn đây sẽ là một tình huống mà chúng ta sẽ còn nhắc mãi. Người đảm nhận vị trí lên sướng của loạt đấu penalty luôn là người phải chịu áp lực rất lớn. Và với tư cách của một người đội trưởng, Đinh Thế Công được quyết định thực hiện quả đá đầu tiên. Đinh Thế Công và Hoàng Quốc Bảo, loạt đá penalty, loạt đá đầu tiên của trận bán kết 1. Chúng ta cùng đợi xem tình huống này. Đinh Thế Công, cú vào! Chúng ta xem lại quả đá của Đinh Thế Công. Hoàng Quốc Bảo đã bắt quá hay tình huống vừa rồi. Và người bước lên đá quả đá đầu tiên cho câu lạc bộ Lừa Tiền đó là Phan Thanh Giang. Phan Thanh Giang và chúng ta vào 1-0 cho đoàn quân của Bầu Lửa. Đối đầu với một cựu trung vệ của câu lạc bộ Đồng Tâm Long An, cựu cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, thủ môn Nguyễn Trung Mạng vẫn rất bản lĩnh khi anh đã đoán được đúng hướng sút. Đây là Hoài Phong, người hùng của câu lạc bộ Tiếng Em. Hoài Phong và thủ môn Hoàng Quốc Bảo. Hoài Phong, cú vào! Hoàng Quốc Bảo cản phá hai quả đá penalty liên tiếp. Mọi người bước lên quả đá thứ hai đó là Minh Áo. Wow! Tỷ số được nâng lên 2-0 cho đoàn quân của Bầu Lửa. Phước Tài sẽ là người thực hiện quả đá thứ ba cho câu lạc bộ Tiếng Em. Phước Tài, chính xác. Tỷ số đường rút ngắn xuống còn 2-1 cho câu lạc bộ Tiếng Anh Em. Mọi người sẽ thực hiện quả đá thứ ba cho câu lạc bộ đỏ, đó chính là Khương Duy. Khương Duy quả và thủ môn Nguyễn Trung Mang. Chính xác. Cú đá chính xác của Khương Duy, 3-1 cho câu lạc bộ Lừa Tiền. Và người bước lên thực hiện quả đá thứ tư cho câu lạc bộ xanh đó là Minh Triều. Và nếu như Minh Triều thực hiện không thành công thì câu lạc bộ Lừa Tiền sẽ vào chơi trận chung kết. Vẫn có sự chính xác của trung vệ màn áo số 3 bên phía câu lạc bộ Tiếng Em. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Và đây là Vibalotelli. Vibalotelli sẽ là người đặt trận chung kết của Lừa Tiền. Quả đá đây, Lừa Tiền vào chơi ở trận chung kết từ tất cả các bạn. Tỷ số chung cuộc của loạt penalty là 4-2 sau khi thời gian chính thức đó là 2-2. Và bây giờ xuất hiện trên camera của các bạn đó chính là Bầu Lừa Tiền.
Một lượt tiền đã dành cho thủ môn Hoàng Quốc Bảo, người hùng thật sự của câu lạc bộ Lựa Tiền Những Cơm.